Hey yo, xin chào tất cả các mọi người nha. Lại là Berry đây. Thì ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại để con game này nha mọi người. Thì nói chung là có nhiều bạn đặt ra một câu hỏi, đó chính là anh ơi, cách tải game này sao vậy? Sao em tải không được? Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chi tiết luôn nha. Tải con game này nha mọi người. Ok các bạn ơi, thì đây chính là trang web để chơi cái con game này cũng như để tải cái con game này. Thì cái link trang web này mình sẽ để dưới phần gọi là comment để cho các bạn truy cập nha. Ok, thì con game này có tên là Metrover nha mọi người. Thì cái từ V không biết nói đúng chứ xin gì sai đó. 1.0 tức là những phiên bản đầu tiên luôn, file APK nha mọi người. Thì mọi người có thể truy cập trên trang web là mọi người tải cái file này về cùng mọi người chơi bình thường nha mọi người. Hiện tại tôi đang chơi trên máy lập đấy, cho nên bây giờ tôi sẽ tải một cái file về đó, có lúc tải chơi bên luôn nè. Đấy, sau khi cái file này tải xong thì các bạn chỉ cần bật cái giá lập mọi người lên. Đây, ví dụ như mọi người, đây, tôi ví dụ nha. Đây, mọi người bật, bây giờ tôi đây nè. Bây giờ tôi xóa thử cái này nha, nhưng mà tôi làm mẫu thôi. Đấy, tôi sẽ để đây đúng không? Để tôi bật một cái giá lập vô. Khi mà cái file này tải xong mà tôi sẽ cầm này, tôi lôi vô, tôi quăng vô trong đây. Thì mặc định là nó sẽ tự tải cho tôi. Đó, thấy chưa? Khi các bạn quăng vô nó sẽ gọi là relax cho các bạn. Đấy, ok nha các bạn. Thì đơn giản là vậy thôi nhé. Thì hiện tại anh em có một câu hỏi là anh em kêu ủa bây giờ tải mà không có trang web tải mà tải trên mấy cái web đó thì có bị virus gì không đúng không? Thì hiện tại theo như gọi là cái kiến thức tôi biết thì những cái trang web mà tải mà trực tiếp như vậy á mọi người nó sẽ không có virus, trừ khi nào mọi người tải một cái file nén á, cái file WAR á, cái file RAR á, RAR á thì lúc đó gọi là mới khả năng cao là bị virus nha mọi người. Ok, cho nên mọi người bây giờ cứ thoải mái đi nhá. Tại vì có vấn đề gì là tôi bị đầu tiên đó, cho nên anh em khỏi phải lo nha anh em. Ok nha anh em ơi. Được. Thảo án. Trời ơi các bạn ơi, tôi mới phát hiện luôn á, tôi định tôi vô mua một cái hoạt động tôi chơi. Tự nhiên tôi kéo xuống đây tôi thấy một cái hoạt động gì nè anh em. Trời ơi, anh biết hoạt động gì không? Kết ứng cho Naruto đây bà. Bây giờ tôi thử kết ứng cho anh em xem nha. Bây giờ tôi mua nha. A few moments later. Bây giờ tôi gọi là Naruto mọi người, tôi sẽ triệu hồi con cóc nha mọi người. Chà, hiện tại là có 28 người trong map cho anh em ơi. Bạn nghi GMT, hình như bạn này là fan của ban GMT thì phải. Toàn là dân mà lấy qua không nha. Sang đẹp trai nè, Trang nè, May nè, Red nè, Hùng Bét 2K10 nè, DK Tài Bôi 2K nè, Kẹo Múc nè, Do Xì Thiên Chính Đích. Trời ơi, toàn mấy ông gọi là bên bờ lây qua không mà, đặc biệt là bên từ ban bằng ban qua đây mà. Các bạn vô kho đồ của mình nha anh em. Thì mỗi ngày chúng ta sẽ được gọi là reset cái radar nè. Mình sẽ được 4 lần radar. Cái radar này đến chi? Đó, bây giờ tôi sẽ xài cho các bạn xem nha. Rồi, đó các bạn thấy dấu chấm đỏ trên màn hình không? À, tức là nơi để mà các bạn kiếm đá, tức là cái khi các bạn xài radar này thì các bạn mới thấy những cái cục này nha mọi người. Thì mấy cái cục này đến chi? Để chúng ta gọi là chơi bét mọi người, tức là chiến đấu con bét để nâng cấp con bét á. Thì bây giờ đầu tiên là chúng ta lấy cái con bét ra đã. Rồi tôi sẽ trang bị nó vô nha. Rồi thì bây giờ là tôi có con bét rồi, bây giờ tôi vô đây chiến đấu con bét nè. Nhiều người kêu là cái này đập đá đâu phải đâu em, này đâu phải đập đá đâu, cái này là để chiến đấu bét nha. Đó, trong đây là mình có thể thu phục nó luôn nha mọi người. Bây giờ tôi sẽ chiến đấu với con gà thử nha. Rồi, thì các bạn có thể di chuyển gọi là cái con bé của mình nằm ở vị trí nào tùy theo các bạn muốn. Thì nói chung là thường thường á, để né những cái đòn mà trực diện anh em, thì tôi sẽ để góc này, nhưng mà thôi chắc mấy con này yếu rồi cho nên tôi để góc này luôn. Thì các bạn có thể kêu gọi những con bé của các bạn vô đó nha. Đấy, tại vì mình có bao nhiêu con thì mình cứ kêu vô, hình như ở đây tối đa đâu đó là hơi bị nhiều con các bạn. Bây giờ mình bắt đầu chiến đấu nha. Ui trời ơi, một cào cái gọi là mất kết nối luôn, vãi cái đạn vậy. Thì bây giờ các bạn nghĩ có nên thu phục không? Chắc tôi thu phục cho các bạn xem ha. Hiện tại tôi có 3 cái quả bóng để thu phục những cái con bé khác. Bây giờ tôi thu phục nha. Rồi, tôi thu phục con gà nha các bạn. Rồi, là của tôi nha. Thật chất cái này nếu mà chế độ như là Pokemon mà nếu nó làm ra cái được cái này là rất là hay các bạn nha. Rồi, các bạn vô kho đồ của mình sau khi các bạn thu phục xong nó sẽ nằm trong kho đồ của các bạn luôn nha các bạn. Con này thuộc tính và so với con kia thì ôi, máu nó lại nhiều hơn cơ, nhưng mà đam nó lại ít hơn nè. Máu con này tận 200 mấy cơ. Máu con mèo tôi 173. Thì nói chung là con gà này thì nó đánh giá thì mặt bằng chung nó chỉ hơn cái máu thôi. Còn mấy phần còn lại thì chưa phải là quá nhỉnh đó anh em à. Thì tốt nhất tôi chuyển chọn con mèo, có vẻ như nó hơn cấp độ cho nên là nó hơn gọi là cái chỉ số một tí các bạn à. Ở chỉ góc này chúng ta có một cái gọi là phương tiện công cộng nha các bạn. Là mình tới đây nè, tới là xe đạp nhưng không có miễn phí nha, tức là phải mua nha. Bây giờ tôi mua tôi chạy thử cho anh em xem nha. 400 tiền. Ở thuộc tính gọi là thuộc tính Jenny đi, mình cứ gọi là tính Jenny đi. Rồi. Trời ơi, trời chiêu thế nhỉ. Ấy, tính ra tôi thấy xe đạp là dễ lái nè. Mình có thể lái bằng mấy cái nút mà điều khiển nè anh em.
Còn không như là lái ô tô là mình phải gọi là setting lại nó phiền lắm em à. Hợp lý, chắc tôi đi xe đạp luôn đấy. Các bạn có thắc mắc bờ biển của con game này nó có những gì không? Đây, thì bây giờ tôi sẽ ra gọi là cái bờ biển để xem các bạn nó có những gì nha. Bên bờ lan chúng ta sẽ gọi là cho ông thuyền trưởng chắc ở đây đúng không? Nhưng mà ở đây là khác nha các bạn. Ở đây là có gọi là nguyên một cái quầy, một cái quầy bán nước mà có luôn tận luôn cả chỗ ngồi các bạn à. Bây giờ tôi sẽ vô buộc một chút ly nước nha. Anh trai ơi, cho em một ly ly bia à. Ở đây chỉ có ăn bia chứ, gọi là pizza, rồi rillet chicken, hình như là gà tây hay gà hấp gì đó. Rồi thêm một cái xiên nướng nữa mọi người. Bây giờ tôi mua ly bia nha. Mặc dù tôi không biết uống bia nhưng mà thôi cứ mua đi để cho nó ngầu đây mà. Rồi vô đồ food đấy ra nè. Ê, nó có thuộc tính đâu nè. Tati bớt đô đờ đinh tu bớt. Nói chung là nó kêu được uống quá nhiều thì phải á. Rồi sau khi uống xong bây giờ tôi sẽ chạy ra bến tàu nha mọi người. Để tôi xem thì có gì ở ngoài nha. Đây, cái khúc này nè nó cũng khá là giống bờ lây tổ ghe đờ luôn đấy mà. Đấy, nó rất là giống luôn nha. Nhưng mà được cái này nó quy mô nó to hơn, rồi nó chi tiết hơn rất là nhiều. Rồi bây giờ ở đây được một cái mọi người thấy nhặt đồ bên ngoài nữa nha mọi người, như là cái cây đuốc nè. Tôi nhặt cho mọi người xem. Đó, thấy không, mọi người nhặt cái đuốc mọi người mang về mọi người xài luôn. Thì cái đuốc là vĩnh viễn luôn nha mọi người. Bờ lây tổ ghe đờ nó có số lượng, mình xài một cái này mất một cái không. Còn cái này là mình có một cái mà xài hoài luôn cơ. Cho nên các bạn cứ yên tâm nha, cái này là đồ chơi, nó chất chơi lắm đấy. Ok, hiện tại trên tay tôi đang cầm một cái dù. Nếu như Play Together thì cái dù này chỉ mang tính chất là mở ra đóng vô, là để gọi là mình che mưa che nắng thôi. Nhưng mà trong game này, bất kỳ gọi là một cái vật phẩm nào khi mà mình nhận được hoặc là nhặt được thì nó sẽ có hai chức năng. Một chức năng chính của nó là chính là che dù và mở dù, ok chưa? Còn chức năng phụ của đó là gọi là đổi sang cái cây mọi người và đập mọi người à. Trời ơi, nói chung cái nào cầm được đã đập được à. Nói cho nên tự nhiên con game này nó rất là thực tế các bạn à. Nó quá là thực tế luôn. Trong game này nó sẽ có tính năng tương tác người chơi cho nên mà. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn thấy được cái tính năng tương tác người chơi đấy nhé. Ôi cho bạn kia đây. Khi các bạn nhấn vào một người đúng không, nó sẽ có gọi là add friend. Đối với người lạ chỉ có mỗi cái từ add friend thôi. Cái thứ hai, đây nè, những cái chức năng dưới con chuột của tôi nè, như là hung nè, ôm nè, hung nè, rồi bế nhau nè, gọi là cái gì mà trường nhau cái gì nè. Đấy thì bây giờ có thể gọi là nhấn vô để xem họ tương tác lại với mình không nha. 2000 years later. Ok, bây giờ mình sẽ tương tác với bạn gọi là các búp rla này nha các bạn. Đây, mình sẽ clip đi. Anh trai ơi. Vô anh trai. Vô. Đó, các bạn thấy không? Đó, cái tôi bế người ta đi luôn các bạn. Phải cái đạn thật các bạn kìa. Trời ơi, tôi giục người ta nè. Rồi tôi giục xuống nè, bây giờ tôi bế nè, tôi hung nè, tôi ôm tôi hung nè. Đó, khi các bạn mời đó thấy không? Khi các bạn mời như vậy bên kia nó sẽ có một lời mời, nhưng mà lời mời từ trò chơi các bạn à. Các bạn chỉ cần nhấn chết thôi là nó sẽ tương tác nha mọi người. Đây tiếp nè. Đó, thấy không? Đấy thì các bạn có thể thử tất cả các hoạt động này nha mọi người. Nó vui phải cái chữ các bạn à. Vui nha. Ok, bây giờ sẽ kiếm một cái bất kỳ nha các bạn. Ui cái gì vậy? Ui trời, khoan, cái viên gì mà nó chớp dữ vậy anh em? Chờ từ, cái viên này nó chớp quá nè. Ui con bé hiếm các bạn à. Tức là ở đây nó có gọi là đá thường và đá hiếm luôn các bạn. Đây, mấy viên đá hiếm là thường thường nó sẽ có hiệu ứng như vậy mọi người. Ui nó không có luồng sáng nha mà nó chớp. Bây giờ thôi tôi vô tôi chơi thử nha các bạn. Ui trời ơi nhiều vậy. Trời ơi đánh lại không. Ôi bây giờ tôi thử đánh nha các bạn, tôi nghĩ tôi đánh nó không lại quá. Ôi đánh lại nha, đánh lại mà. Ôi nhiều, đông chưa chắc là ngon các bạn à. Ít nhưng mà người ta chất lượng, hợp lý không? Rồi tôi thu phục được rồi, tôi thu phục thu phục mấy con đây. Bây giờ có tận 6 con đúng không? Tôi sẽ thu phục mới được. Ôi cái con này nó không cho thu phục à. Ở đây nè, tôi sẽ chọn con mèo. À random các bạn, không được chọn mà random thôi. Thôi cũng được. Ok, ngon. Random quả này thì ngon quá cái chữ các bạn à. Ở trong đây con bếp mình cũng có thể bị đói và bị mệt luôn nha các bạn. Thì bây giờ nè, các bạn thấy con bếp mình không? Nó sẽ có những biểu hiện nó trên đầu nè. Đó hình như nó đang buồn ngủ hay sao các bạn à. Các bạn nhắm vô người đi nha, y chang như Play Together luôn. Thì phần thưởng của nó sẽ được tiền sao nè, kim cương với một cái trứng ngẫu nhiên luôn các bạn. Phần thưởng ngon và cái chữ nè. Thì bên đây nó cứ kêu là bích up nè, tức là dậy đi hay sao đấy. Thì mình sẽ đánh nó dậy. Tức là mình ôm nó vào trong lòng các bạn à. Ủa vậy ôm vào trong lòng có đúng không? Mình bỏ ra nó vẫn buồn ngủ kìa. Là sao nha? Hình như là mình phải đi tới cái chỗ này rồi đấy mà. Bây giờ làm sao đi nhờ? Có anh em nào biết không anh em chỉ tôi với anh em ơi.
Thì bây giờ mình làm cách nào để mình cho nó gọi là cái gì kìa? Ơ, sao nó lại mất rồi? Ủa gì kỳ vậy? Ok, video này là kết thúc rồi. Anh em nào chưa like, chưa subscribe cho mình xin mọi thứ một cái nha. Cũng như link các thành viên Botem dưới phần mô tả nha mọi người. Thì mọi người ơi, thì mọi người cứ comment những thắc mắc mọi người, cũng như mọi người muốn mình làm gì ở phần comment nhé. Mình sẽ đọc và ở video sau thì mình sẽ dựa theo comment để làm content nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Bye bye.